Không còn cảnh người dân phải xếp hàng chờ đến lượt mua thuốc. Tại nhà thuốc này, các mặt hàng phục vụ cho việc điều trị COVID-19 tại nhà đã trở về bình thường như trước khi Hà Nội mới bùng phát dịch, nhất là kit test. Đợt trước đây thì là có mua cái chữ mua khoảng chục cái. Ngày xưa thì cứ tâm lý là sợ là hết hàng, đâm ra là cứ phải mua thế. Chữ thế chị mua một giá có cao hơn so với bây giờ? Đợt đấy là cao hơn bây giờ đấy, bây giờ là hạ hơn. Lúc nào cần thì chị mua thôi, bởi vì bây giờ cũng dễ mua hơn ngày trước. Nên em cũng có bảng niêm yết giá để cho khách hàng tiện theo dõi luôn. Và có nhà em thì có 4 loại kit test thì cũng có mức giá cụ thể của 4 loại. Trước thì mọi người thì hay có cái nhu cầu là mua nhiều một lúc thì cũng có bị khan hàng, nhưng mà đợt này thì mọi người cũng không còn cái xu hướng là mua quá nhiều nữa, không tích trữ nhiều nữa. Theo ghi nhận thì vài ngày gần đây, mặc dù số ca mắc tại Hà Nội vẫn gần 30.000 ca mới mỗi ngày, tuy nhiên người dân đã không còn quá hoang mang, bình tĩnh lựa chọn lắng nghe thông tin. Không còn tình trạng mua hàng tích trữ hay test COVID-19 sai cách dẫn đến lãng phí như trước. Bên cạnh đó, đa số các hiệu thuốc đều thực hiện đúng quy định niêm yết giá kit test nên người dân cũng dễ dàng tìm mua, thậm chí là có thể lựa chọn các loại kit test mà không sợ khan hàng, đội giá. Bây giờ thì kit test nó cũng dễ mua và ổn định hơn không như trước. Trước thì giá kit test nó cao, với lại giá mua thì có hàng thì kiểu khan hàng lại không mua được. Ở ngoài cửa hàng người ta niêm yết giá, tùy mình chọn theo loại mình thích hoặc là cái loại mà nó vừa với giá tiền của mình. Đợt trước thì không hiểu một lý do gì đấy mà lại không mua được hàng. Một tuần vừa rồi, cái trước đợt dịch đỉnh điểm ấy thì nó rất là khó mua, các công ty phân phối là gần như không, anh đặt cũng không đặt được. Bây giờ thì nhiều rồi, bây giờ thì sau cách đây khoảng hơn một tuần nay là giá bình thường lắm, còn mua bây giờ mua nhiều vẫn có. Tất cả mọi cái hàng bình về dịch bọn anh vẫn bình thường. Trên nhiều trang mạng xã hội, không ít các tài khoản găm hàng, khống giá kit test COVID-19 này cũng vội vàng xả hàng với giá rẻ. Không chỉ kit test mà nhiều mặt hàng liên quan đến điều trị COVID-19 cũng đã dần trở về quỹ đạo cung cầu như bình thường.